Xin chào bạn, đây là trang chủ của bộ thẻ từ vựng tiếng Anh lớp 6 theo chủ đề phần 1. Bạn hãy chọn vào chủ đề mình cần học để tương tác. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào! Bạn hãy chọn vào biểu tượng mũi tên sang phải, màu xanh, góc dưới phải, để vào trang thẻ từ. Bạn hãy chọn vào video để xem hướng dẫn cách sử dụng. Xin chào bạn, để giúp bạn sử dụng bản thẻ từ vựng hiệu quả, bạn hãy chú ý một số vấn đề sau. Một là, viết từ hoặc cụm từ cần học vào ô sức hoặc chọn trực tiếp vào thẻ từ. Hai là, trong mỗi thẻ từ bạn cần tuân theo các bước sau. Thứ nhất, nhìn vào hình ảnh minh họa và tưởng tượng từ vựng mình sắp quan tâm. Thứ hai, nghe âm thanh từ vựng, bạn có thể nghe nhiều lần. Thứ ba, lăn chuột xuống dưới cùng để xem cách phiên âm quốc tế, dấu nhấn nếu có và nghĩa tiếng Việt của từ. Ba là, sau mỗi chủ đề bạn hãy chọn thẻ ôn tập từ vựng để vào phiếu ôn tập từ vựng của chủ đề. Bốn là, chọn vào dấu X trên góc phải để quay lại bản thẻ từ hoặc chọn Net để tiếp tục thẻ ngẫu nhiên hay chọn Trang chủ bên Outline để quay về trang chủ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé! Chọn vào đây để vào phiếu ôn tập và chọn vào biểu tượng nút Play trên đầu phiếu ôn tập để được hướng dẫn làm bài. Để sử dụng phiếu ôn tập từ vựng trên phiếu ôn tập một cách dễ dàng, bạn cần lưu ý. Thứ nhất, cần đọc kỹ yêu cầu mỗi mục là kéo thả, đánh số, chọn, nối hay điền từ. Thứ hai, khi làm bài cần chú ý thời gian giới hạn nếu có. Thứ ba, khi làm xong hãy chọn vào nút Finish. Thứ tư, nhớ xem đáp án sai hiện lên màu đỏ, đúng hiện lên màu xanh và kết quả bài làm của mình. Thứ năm, thoát trang này để về lại thẻ từ. Chúc bạn thành công! Như vậy bạn đã tương tác hết các thẻ mà bạn quan tâm rồi đó. Chọn Net để tiếp tục. Chọn Trang chủ bên Outline để quay về trang chủ. Cảm ơn bạn đã tham gia vào chủ đề này. Bạn hãy chọn vào biểu tượng mũi tên sang trái màu xanh để quay về trang chủ. School lunch. School lunch. School lunch. School lunch. School lunch. School lunch. School lunch.